Lật Mặt 48 giờ đã vượt mốc 23 tỷ, sớm vào top 100 tỷ. Theo thống kê của Box Office Việt Nam, bộ phim hành động của Lý Hải Minh Hà đã đạt doanh thu 23,6 tỷ sau 3 ngày công chiếu, chính thức ra rạp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 14 tháng 4 và Hà Nội là 15 tháng 4. Lật Mặt 48 giờ nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé. Phim lấy bối cảnh sông nước miền Tây với nhiều cảnh cháy nổ, hành động mạo hiểm hoành tráng đang nhận cơn mưa lời khen trên mạng xã hội. Một bộ phim mà Lý Hải đã chứng minh sự ma tay. Nhiều khán giả sau khi xem xong còn đưa ra nhận định phim hành động Việt Nam chả kém gì Hollywood. Đến 12 giờ trưa nay, theo thống kê của trang Box Office Việt Nam, doanh thu bộ phim đã vượt mốc 23 tỷ, tiến gần con số 24 tỷ và chắc chắn doanh thu sẽ còn tăng mạnh khi phía trước là 2 ngày nghỉ cuối tuần. Mọi người sẽ có thời gian để giải trí. Không PR quá lố nhưng với tốc độ tăng trưởng doanh thu như hiện tại, Lật Mặt 48 giờ sẽ nhanh chóng thu hồi vốn. Theo tiết lộ của Lý Hải, phim được đầu tư 40 tỷ và khả năng cán cột mốc 100 tỷ trong tầm tay.